kính chào quý vị khán giả, bây giờ là chương trình thời sự 45 phút chiều của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Chủ tịch Quốc hội đã làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Kiên Giang, chuẩn bị tốt phương án triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine. Đó là những nội dung đáng chú ý của phần tin trong nước chiều nay. Mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những tin tức quốc tế có trong thế giới chuyển động cùng biên tập viên Thanh Quyên. Mời chị. Vâng, xin cảm ơn anh Tiến Tú và chị Thanh Hương. Xin kính chào quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động. Những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây. Triều Tiên cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia. Đối thoại cấp cao Mỹ và Trung Quốc. Pháp bắt đầu phong tỏa lần thứ 3 do đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, Triều Tiên đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia sau khi quốc gia Đông Nam Á này dẫn độ một công dân Triều Tiên sang Mỹ. Bộ Ngoại giao Triều Tiên thông báo công dân Moon Jae-myung bị dẫn độ sang Mỹ là người có liên quan tới những hoạt động thương mại ở Singapore và bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Hiện phía Malaysia chưa đưa ra phản ứng trước tuyên bố này của Triều Tiên. Ngày 3 tháng 3, công dân Triều Tiên Moon Jae-myung đã không xuất hiện trước Tòa án tối cao của Malaysia trong phiên xử dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với cáo buộc rửa tiền. Moon Jae-myung đã sống ở Malaysia hơn 10 năm qua cùng với gia đình và bị bắt năm 2019 theo yêu cầu của phía Mỹ. Trong khuôn khổ chuyến công du tới ba nước châu Á sau khi rời Nhật Bản và Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ kéo dài 3 ngày. Chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác giữa Mỹ và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến sẽ gặp người đồng cấp nước chủ nhà Rajnath Singh, Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar và Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Dovan. Những nội dung chính trong chương trình nghị sự bao gồm các vấn đề hợp tác quân sự Ấn Độ-Mỹ, các thỏa thuận quốc phòng trong thời gian tới và tiến trình hòa bình Afghanistan. Hai bên có thể sẽ thảo luận những biện pháp khuyến khích các công ty Mỹ thiết lập cơ sở sản xuất thiết bị quốc phòng tại Ấn Độ. Tháng 6 năm 2016, Mỹ xác định Ấn Độ là đối tác quốc phòng lớn. Hạ viện Mỹ đã thông qua hai dự luật, qua đó cấp quy chế hợp pháp cho khoảng 11 triệu người nhập cư trái phép đang sinh sống tại Mỹ. Đạo luật Giấc mơ Mỹ và Hứa hẹn cho phép hơn 2,3 triệu người nhập cư trái phép đến Mỹ khi chưa thành niên, thụ hưởng một số chương trình nhân đạo tạm thời, được hưởng quy chế pháp nhân vĩnh viễn và cuối cùng trở thành công dân Mỹ. Ngoài ra, đạo luật hiện đại hóa lực lượng lao động nông trường sẽ cho phép hàng trăm nghìn công nhân nông trường sống tại Mỹ không có giấy phép, có thể đăng ký quy chế nhập cư tạm thời và có thể được gia hạn nếu họ đã làm việc ít nhất 180 ngày ở Mỹ trong khoảng thời gian 2 năm. Các quan chức ngoại giao và an ninh của Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc cuộc làm việc đầu tiên trong khuôn khổ các cuộc họp cấp cao song phương diễn ra ngày 18 tháng 3 tại thành phố Anchorage, Alaska, Mỹ. Cuộc họp được đánh giá là diễn ra khá căng thẳng, xoay quanh nhiều vấn đề nổi cộm như thương mại, đại dịch COVID-19, những động thái của Trung Quốc tại Biển Đông và an ninh mạng. Tham dự đối thoại cấp cao Mỹ và Trung Quốc có Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, phía Trung Quốc có Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị. Trong bài diễn văn ngắn mở đầu, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Washington không tìm kiếm xung đột với Bắc Kinh, nhưng sẽ sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc thế giới. Đồng thời, Mỹ cũng sẽ thảo luận về những quan ngại sâu sắc của mình trước những hành động có thể đang đe dọa trật tự dựa trên luật lệ, cũng như hành động chèn ép về kinh tế, đe dọa các đồng minh của Mỹ. Đây là một cơ hội quan trọng để chúng ta thảo luận thẳng thắn về nhiều mối quan tâm của mình, như vấn đề hợp tác thương mại và an ninh, cũng như về sự cạnh tranh hiện nay. Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ các nguyên tắc căn bản theo luật quốc tế và bảo vệ đồng minh của mình. Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đáp lại bằng một bài diễn văn dài hơn 15 phút cảnh báo Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Ông Dương Khiết Trì cho rằng Mỹ đang lạm dụng sức mạnh kinh tế và quân sự để gây sức ép với các nước khác. Ngay cả khi chúng ta không thể giải quyết mọi việc sớm, thì việc trao đổi quan điểm như vậy sẽ giúp tăng cường lòng tin và xóa tan những nghi ngờ. Hy vọng hai bên sẽ không xảy ra xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng thắng.
Trước thềm cuộc gặp, hai bên đều kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để hai nước có thể nắm chắc ý đồ chính trị của nhau, tăng cường sự hiểu biết, kiểm soát bất đồng, thúc đẩy quan hệ Mỹ-Trung Quốc quay trở lại quỹ đạo đúng đắn. Theo kế hoạch, các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục gặp gỡ và làm việc tại Alaska trong buổi sáng ngày 19 tháng 3 theo giờ địa phương, tức rạng sáng ngày 20 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Hai bên sẽ không ra thông cáo chung sau khi kết thúc cuộc gặp. Pháp sẽ bắt đầu tái phong tỏa toàn phần 16 tỉnh, bao gồm cả thủ đô Paris, sau khi ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng đột biến. Trong khi đó, Hàn Quốc đã tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca sau khi được khẳng định về sự an toàn và hiệu quả của chế phẩm này. Bắt đầu từ nửa đêm ngày hôm nay 19 tháng 3, 16 tỉnh của Pháp, trong đó có cả thủ đô Paris, sẽ bước vào đợt phong tỏa toàn bộ lần thứ 3. Biện pháp mạnh tay này được thực hiện với mục đích ngăn chặn đà lây lan nhanh chóng của các biến thể virus SARS-CoV-2, khiến số ca mắc mới tại Pháp trở lại mức đỉnh. Hôm qua, Pháp đã ghi nhận hơn 38.000 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất được ghi nhận từ tháng 11 năm ngoái. Lệnh phong tỏa sẽ kéo dài ít nhất trong 4 tuần. Chỉ những cửa hàng cung cấp hàng hóa và dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động. Người dân được phép di chuyển trong bán kính 10 km từ nhà riêng. Việc di chuyển giữa các vùng bị cấm hoàn toàn, trừ một số trường hợp đặc biệt. Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca Anh sau khi cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu EMA khẳng định về sự an toàn và hiệu quả của chế phẩm này. EMA đã khẳng định vaccine của AstraZeneca không gây ra hiện tượng đông máu sau khi tiêm chủng và lợi ích của vaccine trong việc bảo vệ con người khỏi nguy cơ tử vong và nhập viện do bệnh COVID-19 lớn hơn nhiều so với những rủi ro tiềm tàng. Hàn Quốc đã quyết định triển khai tiêm chủng vaccine của AstraZeneca cho những người ngoài 65 tuổi nhằm đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc. Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen vừa thông báo Bộ Y tế nước này sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine của AstraZeneca trong 15 ngày cho hơn 50 người trên 60 tuổi ở tất cả các quận thuộc thủ đô Phnom Penh. Do chưa đủ lượng vaccine cho tất cả người dân, toàn bộ các trung tâm cách ly ở Campuchia sẽ tạm thời dừng tiêm chủng vaccine AstraZeneca cho người dưới 60 tuổi. Trên phạm vi cả nước, chính phủ Campuchia tiếp tục mở rộng chương trình cứu trợ bằng tiền mặt cho người nghèo và người dễ bị tổn thương trong đại dịch COVID-19. Một chuyến bay chở 150 hành khách quốc tế xuất phát từ Frankfurt, Đức, đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Keflavik của Iceland trong ngày 18 tháng 3. Với chuyến bay này, Iceland đã trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực tự do đi lại Schengen chào đón du khách quốc tế. Những người có thể chứng minh đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc từng nhiễm bệnh và nay đã khỏi. Iceland hướng đến có thể thu hút du khách nhằm hướng đến phục hồi ngành du lịch, ngành đóng góp 8,1% tổng sản phẩm quốc nội. Thực phẩm thừa là một trong những tác nhân hàng đầu tạo ra khí thải CO2 trong môi trường. Xử lý thực phẩm thừa vẫn luôn là bài toán đau đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng Singapore đã vừa áp dụng thành công một mô hình có thể giúp xử lý lượng rác thải này, đồng thời tạo ra được những hoạt chất cho sản xuất công nghiệp. Đây chính là những chiến binh ấu trùng ruồi đen đang làm công việc tiêu thụ thực phẩm thừa. Nuôi những con côn trùng để tái chế thực phẩm thừa là công việc chính của trang trại Insecta tại Singapore. Tại đây, những chú ấu trùng của ruồi đen sẽ tái chế các thực phẩm thừa thành những vật liệu sinh học phục vụ trong sản xuất chất bán dẫn, pin và thậm chí cả mỹ phẩm và dược phẩm. Những con ấu trùng đen này có thể chuyển đổi thực phẩm thừa, những thành phẩm tiêu cực với môi trường, thành các sản phẩm có giá trị tích cực với môi trường. Như tại đây, chúng tôi đã chiết xuất ra các loại chất melanin và probiotic từ những con ấu trùng này. Các sản phẩm được chiết xuất từ sản phẩm do ấu trùng sản sinh được bán với giá vài trăm đô la Mỹ một gram. Chúng được bán lại cho một bên thứ ba để phục vụ làm nguyên liệu sản xuất các mặt hàng cao cấp. Ví dụ như melanin được sử dụng làm chất bán dẫn trong sản xuất pin hay tụ điện. Kitosan được dùng trong sản xuất các chất kháng viêm, chủ yếu dùng trong ngành công nghiệp dược phẩm và mỹ phẩm. Chúng tôi có nhiều cách để chiết xuất các hoạt chất cần thiết từ những ấu trùng này, ví dụ như vắt ấu trùng để lấy melanin, nhưng khi chiết xuất kitosan lại cần đưa vào dung môi ăn mòn. Tính trung bình, mỗi con ấu trùng được dùng trong sản xuất các chất hóa học có thể tiêu thụ một lượng thực phẩm lớn gấp 4 lần trọng lượng cơ thể của chúng mỗi ngày.
và nguồn thực phẩm để nuôi dưỡng những con ấu trùng này tới từ chính thực phẩm thừa được thu thập trong dân sinh mỗi ngày. Với cách làm này, Insecta và nhiều mô hình trang trại tương tự đang bảo vệ môi trường và cũng tạo ra nguồn lợi kinh tế lớn từ chính những vật phẩm bỏ đi. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới chuyển động ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin khác có trong 45 phút chiều. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Quyên. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là những thông tin dự báo về tình hình thời tiết trên cả nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong đêm nay, đới gió đông nam ẩm tiếp tục chi phối khu vực Đông Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và cả hiện tượng sương mù. Sang ngày mai, đới gió đông nam ẩm yếu đi, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời bắt đầu khô ráo và có nắng, nền nhiệt sẽ tăng dần, mức nhiệt cao nhất ngày mai dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh, thành phố như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và cả Lào Cai, dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp phía Tây, trời có nắng sớm, nhiệt độ ngày cao từ 29 đến 32 độ. Cục bộ có những điểm nắng nóng với nhiệt độ cao 35 đến 36 độ. Trong đêm nay, một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận không nơi nào có mưa. Riêng vùng ven biển của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn còn có sương mù nhẹ. Sang ngày mai, cả miền Trung đều có nắng từ sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Trung Bộ cũng khá là dễ chịu, phổ biến trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó, ở miền Nam tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai là từ 35 đến 36 độ. Còn ở khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ cao trong khoảng từ 32 đến 34 độ, ngang bằng với mức nhiệt của các tỉnh Tây Nguyên. Không chỉ đối mặt với nhiệt độ cao, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đang là vùng có chỉ số tia UV tương đối cao. Mọi người cần hạn chế ra ngoài vào buổi trưa. Trên biển, hầu khắp các vùng biển đều có thời tiết tốt, không nơi nào gió mạnh quá cấp 4. Tại huyện đảo Hoàng Sa cũng như là huyện đảo Trường Sa, gió nhẹ, sóng thấp dưới 1m75, không có mưa dông, tầm nhìn xa trên 10 km. Và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước. Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự 45 phút chiều, bây giờ là phần tin trong nước với những nội dung đáng chú ý như sau. Điều động bổ nhiệm đồng chí Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, giữ chức trưởng ban đối ngoại Trung ương. Chiến thắng đường 9 Nam Lào 1971, giá trị lịch sử và hiện thực. Phòng chống tham nhũng phải kiên trì và làm triệt để. Thưa quý vị, ngày hôm nay 19 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang để kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Hà Tiên là địa bàn vừa có đường biên giới trên biển, trên đất liền với nước bạn Campuchia, nên công tác ngăn chặn nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch bệnh COVID-19 luôn được quan tâm hàng đầu, nhất là thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân sắp tới gần. Thăm một số chốt phòng chống dịch ở ven biên giới, Chủ tịch Quốc hội biểu dương sự cố gắng của các cán bộ chiến sĩ khi điều kiện ăn ở rất khó khăn, nhưng vẫn làm rất tốt công việc được giao là bảo vệ biên giới, ngăn ngừa dịch bệnh.
Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hà Tiên, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Hà Tiên đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi không để xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng, cũng như tạo điều kiện cho người dân làm ăn ở Campuchia về nước hợp pháp và cách ly theo quy định trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Đây là khu vực biên giới, nên có cái phương án bầu cử nếu xảy ra dịch bệnh tại cái địa bàn, các địa bàn thuộc Hà Tiên, thì phải chuẩn bị một cái phương án dự phòng nếu tình hình dịch bệnh phức tạp xảy ra. Ngày bầu cử là 23 tháng 5, Quốc hội đã ổn định, đã công bố là không có khoảng được. Thì các đồng chí cố gắng là bầu cho đúng cái ngày. Nhưng mà phương án dự phòng nếu dịch bệnh xảy ra thì cho dân đi bầu như thế nào? Đảm bảo cho nó có cái khoảng cách và an toàn. Đối với việc Hà Tiên xin thành lập bệnh viện dã chiến trên địa bàn, Chủ tịch Quốc hội rất đồng tình và cho biết sẽ có ý kiến với các cấp có thẩm quyền về vấn đề này. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội còn yêu cầu các ngành y tế sớm cấp vaccine ngừa COVID-19 cho các cán bộ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch ở Hà Tiên. Về công tác triển khai bầu cử, qua xem báo cáo, Chủ tịch Quốc hội đánh giá Hà Tiên đang làm rất tốt, mọi công tác đều thuận lợi, không có gì vướng mắc. Cho tới bây giờ thì tất cả mọi việc chuẩn bị bầu cử là xong. Cơ bản, thành lập các tổ chức bầu cử như thế nào thì các đồng chí làm rất tốt. Có thể nói là tôi đọc ở đây tôi ráng tìm một cái gì để tôi nhắc, không có cái gì tôi thấy là chu đáo. Tôi chỉ đề nghị chỉ chuẩn bị thêm về tuyên truyền bầu cử, thì tôi đề nghị là khi tổ chức hội nghị vận động bầu cử ở các cái khu vực bỏ phiếu đó thì phải tạo cái điều kiện cho các cái đại biểu quốc hội ứng cử tại Hà Tiên cũng như đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh mà ứng cử ở đây đó là ứng cử tại địa bàn này có điều kiện tiếp xúc, ra mắt, trình bày đề đạt với dân. Chứ thôi là dân đây ta chỉ biết cán bộ Hà Tiên thôi, chứ ta không biết cán bộ của tỉnh, cán bộ của trung ương. Đó thì các chứ phải tuyên truyền. Chủ tịch Quốc hội cũng biểu dương Hà Tiên vì trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, Hà Tiên là khu vực biên giới nhưng vẫn giữ cho kinh tế phát triển. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Hà Tiên là phải giữ được các cảnh quan vốn có của mình như các bãi biển, danh lam thắng cảnh, đừng vì phát triển kinh tế mà đánh mất những giá trị này. Không những thế, còn phải tận dụng những vẻ đẹp đó để phát triển được lợi thế của địa phương là du lịch. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng chí Hoàng Bình Quân, nguyên trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và các ban đảng Trung ương, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Bộ Ngoại giao. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động bổ nhiệm đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, giữ chức trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng thay mặt Bộ Chính trị ghi nhận đánh giá cao quá trình cống hiến của đồng chí Hoàng Bình Quân trên nhiều cương vị và môi trường công tác, giữ cương vị trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trong 12 năm. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức người lao động Ban Đối ngoại Trung ương để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuyên dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và trao lãng hoa chúc mừng. Đồng chí Trương Thị Mai trao tặng tỉnh Lâm Đồng bức chướng mang nội dung Tuổi trẻ Lâm Đồng phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo, xung kích, tình nguyện, xây dựng quê hương Lâm Đồng giàu đẹp, văn minh, biểu dương những thành tích xuất sắc của Tuổi trẻ Lâm Đồng thời gian qua. Các thế hệ đoàn viên thanh niên tỉnh Lâm Đồng cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng 90 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng luôn nêu cao truyền thống yêu nước, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, 8 cá nhân xuất sắc trong công tác đoàn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen, ban tổ chức tuyên dương 90 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2020. Sáng nay, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có bề dày truyền thống 62 năm lịch sử, có thế mạnh về đào tạo sư phạm. Trong những năm qua, trường đã nỗ lực đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, đối chiếu với sứ mệnh, tầm nhìn và sự phát triển của trường chưa đạt được như mong muốn, đồng chí đề nghị nhà trường rà soát lại, hoàn thiện bổ sung về chiến lược phát triển của trường trong giai đoạn mới, trước hết phải xây dựng trường thực sự là một trường đại học tiêu chuẩn, có khả năng đáp ứng được yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng của thành phố và khu vực đồng bằng sông Hồng. Hôm nay, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương những kết quả về phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh của tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua. Đồng thời, Đại tướng đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng tỉnh Hòa Bình thành khu vực phòng thủ vững chắc cả về tiềm lực, thế trận và lực lượng, chú trọng xây dựng thế trận lòng dân gắn với phát triển kinh tế xã hội, chú trọng nâng cao sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng đường 9 Nam Lào, sáng nay, Bộ Quốc phòng phối hợp với tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội thảo khoa học chiến thắng đường 9 Nam Lào 1971, giá trị lịch sử và hiện thực. Hội thảo đã làm rõ, thắng lợi này là minh chứng sống động cho tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam Lào. Chiến thắng đường 9 Nam Lào năm 1971 là một sự kiện quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có ý nghĩa chiến lược to lớn, trực tiếp đánh bại cuộc thử nghiệm khả năng chiến đấu của quân đội ngụy Sài Gòn, phá tan mưu đồ ngăn chặn tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Chiến thắng đường 9 Nam Lào năm 1971 đánh dấu bước trưởng thành của quân đội ta trong tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn. Thắng lợi đó còn là minh chứng sống động cho tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam Lào. Trải qua hơn 50 ngày đêm liên tục tiến công quân địch, quân và dân ta trên mặt trận đường 9 Nam Lào đánh cho quân đội ngụy Sài Gòn công cụ nòng cốt của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh một đòn chí mạng. Chiến thắng đường 9 Nam Lào năm 1971 đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong so sánh tương quan lực lượng và thế chiến lược có lợi cho cách mạng miền Nam. Vì sau khi chiến thắng đường 9 Nam Lào thì quân đội Sài Gòn không còn khả năng để đánh ra ngoài nữa mà phải co về phòng thủ. Thế và người Mỹ, cái mưu đồ về chiến lược người Mỹ là định dùng cái quân đội Sài Gòn để giữ lên miền Nam Việt Nam. Định dùng quân đội Sài Gòn để giữ miền Nam Việt Nam thì Mỹ thất bại hoàn toàn. Không thực hiện được cái âm mưu là dùng người Việt Nam đánh người Việt Nam, hay là nếu mà Đông Dương thì dùng người Đông Dương để đánh người Đông Dương. Lực lượng du kích, lực lượng bộ đội phương và kết hợp với lực chủ lực là tấn công trên tuyến đường 9 này rất là nhịp nhàng, rất là tốt. Do đó cho nên là hạn chế cái lực lượng và thời gian tấn công của địch lên đường 9 Nam Lào. Hội thảo là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng chiến dịch đường 9 Nam Lào năm 1971. Đây cũng là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại truyền thống đấu tranh anh hùng bất khuất của dân tộc, góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau. Tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức vào chiều nay, Bộ Nội vụ cho biết sẽ giảm tải chứng chỉ trong công tác cán bộ. Bộ Nội vụ cũng đã ban hành thông tư lấy ý kiến về việc bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học với công chức chuyên ngành văn thư thuộc Bộ Nội vụ. Trả lời câu hỏi liệu có thông tư hướng dẫn chung trên toàn quốc về loại bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học hay không, đại diện Bộ Nội vụ cho biết sẽ tổ chức cuộc họp phối hợp giữa các bộ để sửa đổi các chứng chỉ. Tuy nhiên, bỏ chứng chỉ nhưng không có nghĩa là bỏ hai kỹ năng ngoại ngữ tin học, mà việc kiểm tra các kỹ năng này sẽ thực chất hơn. Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ có ý kiến nghiên cứu sửa đổi căn cơ những vướng mắc liên quan đến chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Chứng chỉ gì, cần thi gì, học gì, cần bổ sung thì sẽ phải bổ sung, nếu có rồi sẽ không phải học, không phải thi để tránh trùng lặp. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.
Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 là 13 người thuộc 8 cơ quan tổ chức và đơn vị, trong đó Trung ương giới thiệu 2 người, thành phố giới thiệu 10 người, một người tự ứng cử. Về danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, có tổng số người ứng cử là 105 người thuộc 52 cơ quan tổ chức đơn vị của 9 khối, trong đó có 104 người được giới thiệu, một người tự ứng cử. Sau khi hội nghị hiệp thương lần thứ 2 kết thúc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến nơi cư trú công tác đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 22 về kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và công tác lãnh đạo chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 9 đoàn công tác do các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn sẽ tiến hành kiểm tra công tác quán triệt triển khai xây dựng chương trình kế hoạch hành động của cấp ủy, thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2021 và công tác lãnh đạo chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các huyện, thị xã, thành phố. Sáng nay tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Công an TP HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 65 năm ngày truyền thống Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội và tuyên dương 10 gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2020. 10 gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2020 đều là những đồng chí điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng, tận tụy, sáng tạo trong công tác, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là hạt nhân trong công tác đoàn, phong trào thanh niên, được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý. Thành tích và chiến công của các cá nhân được tuyên dương thể hiện sự đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, lòng dũng cảm và là động lực phấn đấu vươn lên của các thế hệ thanh niên công an thành phố, đồng thời khắc họa một cách sinh động phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ, người đoàn viên thanh niên công an thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Phải kiên trì, làm và làm triệt để, chứ không bỏ lửng, không phải làm tượng trưng là có xử, mà xử là phải triệt để và khâu thu hồi tài sản phải làm tốt hơn nữa. Yêu cầu này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cho thấy rõ ràng cái sự quyết tâm của Đảng ta là phải đẩy lùi bằng được vấn nạn này để làm trong sạch đội ngũ cán bộ, tiếp tục xây dựng nhà nước trong sạch, hoạt động hiệu lực hiệu quả, thật sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, vì sự phát triển của đất nước. Vâng, không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng về của cải vật chất mà quan trọng hơn là về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Vì suy thoái mà dẫn đến tham nhũng chính trị, hàm hố quyền lực, kéo bè kéo cánh làm hư hỏng cán bộ mới nguy hiểm và cần đấu tranh quyết liệt. Những ngày qua, vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án xây dựng nhà máy ethanol Phú Thọ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã được đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo nhân dân cả nước. Đó chỉ là một trong 6 vụ án đã kết thúc điều tra, định tội 70 bị can, cùng với nhiều vụ án được ban hành cáo trạng xét xử khác trong hơn 2 tháng đầu năm 2021. Có thể thấy, không vì tập trung chuẩn bị tổ chức đại hội đảng, chuẩn bị bầu cử quốc hội mà công tác phòng chống tham nhũng trùng xuống, ngược lại còn tích cực khẩn trương điều tra, truy tố một số vụ án phức tạp được dư luận đặc biệt quan tâm. Phòng chống tham nhũng được đẩy lên một bước cao hơn, quyết liệt hơn, nghiêm minh hơn, liêm chính hơn, công khai minh bạch hơn. Và được nhân dân, đảng viên rất là đồng tình ủng hộ. Phải tiếp tục ở mức độ cao hơn, sâu hơn, và đồng thời khoa học hơn, nói như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, phải mưu lực hơn để đúng với cái mong muốn nhiều nhất, sâu nhất của dân tộc, của nhân dân, là đảng phải trong sạch, phải đạo đức, phải văn minh. Cho nên sau đại hội 13 tiếp tục gạt bỏ bằng được một bộ phận và thoái hóa đã biến chất, rơi vào
những cái xấu ra những cái tầm thường. Ngay ở giai đoạn chuyển tiếp nhiệm kỳ Đảng và bộ máy nhà nước, công tác phòng chống tham nhũng vẫn được thực hiện thường xuyên, liên tục với quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn, chỉ đạo kiên quyết, chặt chẽ, phương pháp làm việc khoa học của ban chỉ đạo, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan với nước đi bài bản hợp lý, rõ đến đâu làm đến đấy. Đặc biệt, nhiệm kỳ mới, ban chỉ đạo đề xuất Bộ Chính trị bổ sung thêm chức năng chỉ đạo chống tiêu cực. Cơ chế chỉ đạo phòng chống vừa mở rộng, vừa cụ thể hơn để chống toàn diện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Ban chỉ đạo, cụ thể đồng chí Tổng Bí thư phát biểu thì người ta rất hoan nghênh. Là cái nguy cơ suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, xa rời cái lý tưởng của chủ nghĩa xã hội. Thì đây là một cái giáng ngại. Chứ còn mất tiền, mất bạc, đã đau. Nhưng không đau bằng mất người, mất phẩm chất, mất đạo đức của người cộng sản. Tức là giải quyết cái vấn đề phòng chống tham nhũng ở cái phạm vi rộng hơn. Tinh thần của nhiệm kỳ 13 phải là mạnh mẽ, hiệu quả hơn nhiệm kỳ trước, không ngại khó, càng khó càng quyết tâm cao, càng phải phối hợp tốt hơn nữa, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo. Từ đây sẽ trở thành hành động thực tiễn của ban chỉ đạo, của các cơ quan phòng chống tham nhũng và rộng hơn là của xã hội trong sự nghiệp chung đẩy lùi tham nhũng. Tiếp theo chương trình, chuẩn bị tốt phương án triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine. Tiếp tục nâng cao hiệu quả Nghị định 100 vào cuộc sống. Chuyển sang một số thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 tại nước ta. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã họp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp. Đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, ngăn chặn lây lan trên diện rộng. Các điểm tiêm chủng đều tuân thủ quy định của Bộ Y tế về bảo đảm an toàn tiêm chủng. Tỷ lệ phản ứng sau tiêm ở mức cho phép theo khuyến cáo của nhà sản xuất vaccine. Một số trường hợp phản vệ độ 2 đã được phát hiện và xử lý kịp thời theo đúng quy định của Bộ Y tế và sức khỏe đều đã bình phục. Liên quan đến vấn đề hộ chiếu vaccine, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các nhà mạng lớn như Viettel, VNPT, hoàn thiện, sẵn sàng các giải pháp và hệ thống kỹ thuật, căn cứ vào đánh giá mức độ an toàn của từng loại vaccine phòng COVID-19 để có chính sách phù hợp. Ban chỉ đạo cũng đề xuất liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân gắn chip và thẻ bảo hiểm y tế để thuận lợi hơn trong việc theo dõi, tiến hành khám, tiêm vaccine và theo dõi sau tiêm đối với người dân. Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành một hướng dẫn tạm thời đối với việc khám sàng lọc trước tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca, trong đó có 9 nhóm đối tượng được khuyến cáo nên trì hoãn việc tiêm loại vaccine này. Người có biểu hiện sau sẽ thuộc nhóm đối tượng trì hoãn tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca, đang mắc bệnh cấp tính, phụ nữ đang mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ, người bị suy giảm miễn dịch, ung thư giai đoạn cuối. Trong vòng 14 ngày trước có điều trị corticoid liều cao hoặc điều trị hóa trị, xạ trị. Tiêm vaccine khác trong 14 ngày trước. Đã mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng. Người trên 65 tuổi. Giảm tiểu cầu và rối loạn đông máu. Bệnh lý phải cẩn trọng khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Người có bệnh nền nặng, bệnh mạn tính chưa được điều trị ổn định. Người mất chi giác, mất năng lực hành vi. Người mắc bệnh mạn tính có dấu hiệu bất thường về mạch, huyết áp và nhịp thở. Sau đây là thông tin chúng tôi vừa cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước ta. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày hôm nay 19 tháng 3, Việt Nam ghi nhận thêm một ca nhiễm COVID-19 mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tính đến 18 giờ ngày 19 tháng 3, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 2.571 ca. Số ca điều trị khỏi hiện là 2.198 ca, số ca tử vong là 35 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 37.878 người.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 10 quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4 năm 2021. Theo tiêu chí mới, doanh nghiệp công nghệ cao phải đạt doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hàng năm của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này sẽ phải đạt tỷ lệ tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp trên giá trị của tổng doanh thu thuần trừ đi giá trị đầu vào hàng năm và phải đạt tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên của doanh nghiệp. Đây là số lao động đã ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn, trong đó lao động có trình độ cao đẳng không vượt quá 30% trên tổng số lao động. Thể nói Nghị định số 100 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt dù mới được ban hành hơn một năm nay nhưng đã thực sự đi vào cuộc sống bằng các hình thức xử lý nghiêm khắc thể hiện qua các mức phạt tăng gấp nhiều lần so với trước đã tạo được sự chuyển biến mạnh trong nhận thức của người dân về ý thức chấp hành pháp luật. Nếu như những năm trước đây, tình trạng sử dụng rượu bia khi lái xe diễn ra phổ biến, thì năm nay số lượng người vi phạm giảm rõ rệt. Qua ghi nhận tại ngã tư Nguyễn Khoái, Lãng Yên, lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trên 10 phương tiện xe ô tô và xe gắn máy. Tuy nhiên, không có trường hợp nào vi phạm sử dụng rượu bia khi lái xe. Nghị định 100 này khi ban hành và có hiệu lực thì đại đa số người dân thì đã chấp hành. Một phần là cái nghị định 100 xử lý nhiều lỗi nó sẽ nặng hơn. Ví dụ như là về nồng độ cồn. Đấy thì mức phạt và mức tạm giữ phương tiện và cũng như là tạm tước giấy phép lái xe là nặng hơn. Nên là đại đa số bộ phận người dân mình đã có ý thức và chấp hành hơn. Mức phạt cao đã khiến nhiều người phải nghiêm chỉnh chấp hành, thay đổi thói quen uống rượu bia bất kể có tham gia giao thông hay không. Cái mức xử phạt thì là tôi thấy như thế là nó cũng là công tâm, bởi vì sao? Là khi mà mức xử phạt nó cao thì người dân người ta sẽ là chấp hành nghiêm túc hơn và không uống rượu khi tham gia giao thông. Nghị định 100 đã đi vào cuộc sống và được đón nhận tích cực, không chỉ là những biến chuyển đơn thuần về số liệu, quan trọng hơn là người dân tuân thủ quy tắc, đã uống rượu bia thì không lái xe, góp phần làm giảm tai nạn giao thông, giảm bớt những hệ lụy không đáng có. Nghị định đã đi vào thực tiễn và có tác động sâu sắc đến ý thức của người tham gia giao thông trên cả nước, được dư luận xã hội đồng thuận cao. Ở phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những thông tin chính đã diễn ra trong ngày. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia và đoàn công tác vừa có buổi làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Kiên Giang và Ban chỉ đạo công tác bầu cử thành phố Hà Tiên về tình hình triển khai công tác bầu cử và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Hiện tại, toàn bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Kiên Giang đã được cơ quan chức năng tiếp nhận đầy đủ theo quy định. Sáng nay tại Hà Nội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động bổ nhiệm đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao giữ chức trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa đưa ra đề nghị mức phạt hành chính 46 triệu đồng đối với ông Hồ Quang Lộc, 47 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. Trước đó, vào ngày 2 tháng 2, tại thành phố Buôn Ma Thuột, ông Lộc đã điều khiển xe ô tô gây tai nạn, sau đó có hành vi lăng mạ, thách thức lực lượng thi hành công vụ. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.